Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Nay Tuấn Japan có mặt ở đường An Lộc 2 đấy, và đường Hoàng Lan. Đây là một cái khu, những cái khu biệt thự ở chỗ Hà Đô Trăm Villa, rất là đẹp. Đây mời anh em, đây là Tuấn Japan hôm nay bàn giao cái ghế massage Furiki AS2100 đây, mới nguyên hộp đó, cho đây anh chị chủ luôn đây. Đây là cái massage Furiki AS2100 mới nguyên hộp này, đang lắp này. Hay còn những cái hướng dẫn lắp đặt này, dán nguyên chi này. Đó, tôi thứ ba lắp được bên kia. Đấy là những dấu hiệu này, những cái vỏ hộp và nó trùng với lại cái khớp với cái series máy ở đây. Đó. Để tôi sẽ lắp tiếp và quay tiếp cho anh em xem. Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Nay Tuấn Japan đã hoàn thành lắp xong cái ghế massage Furiki AS2100 mới đập hộp cho anh Hùng ở khu Hà Đô. Hà Đô. Anh có thể giới thiệu về mình, xong là địa chỉ này, anh tìm đâu mà tin tưởng Tuấn Japan, anh tìm ở trên mạng đúng không? Thì như nào thì anh đặt niềm tin Tuấn Japan. Hôm nay thì Tuấn Japan mang đến cái ghế massage cho anh, thì anh thấy có thấy hài lòng không ạ? Tôi cực kỳ hài lòng. Đấy, chú Tuấn đến thứ nhất là làm vô cùng là nhiệt tình, hướng dẫn đầy đủ. Một cái ghế thì trông về mặt thẩm mỹ cũng rất là đẹp, ngồi dùng thì sung sướng. Đấy thì em thì cái ghế này thì cái hướng dẫn nguyên bản của tiếng Nhật đây, sách và em đã phiên Việt hóa ra. À hay quá. Vâng, Việt hóa ra tiếng Nhật. À vâng, tiếng Việt hay quá. Mình có thể mình tham khảo thêm. À vâng, vâng, rất là cảm ơn chú. Sử dụng những như là cái bảo quản cơ bản. Còn những cái gì mà chưa sâu thì anh cứ alo em. Rồi. Quá là sung sướng là nhờ mua cái ghế này của chú mà anh em lại làm quen với nhau. Vâng, em cũng rất là vui khi được làm quen mà. Và cái khu này thật sự là em vào đấy em cực kỳ ấn tượng, nó là cái không gian xanh, nó xứng đáng cho người mà có điều kiện mà ở nơi này. Thì anh đã ngồi cái ghế massage của nhiều hãng chưa? Anh cũng có ngồi một số. Vâng. Nhưng mà anh không mua. Vâng. Vì là mình không thấy ưng ý. Vâng. Nhưng mà cái này thì là do anh đi tập thì có cậu huấn luyện viên, cậu mới giới thiệu, cậu bảo cái ghế này là nhất rồi. Không còn cái nào hơn nữa. Cái ghế của Nhật ấy, thì hiện nay có ba cái hãng là nổi tiếng nhất ở Nhật như thế giới là Fujiki, Panasonic và Famininda. Thì mỗi cái ghế nó có phù hợp theo một cái tiêu chí gia đình riêng. Ví dụ như thế này, anh hỏi em thì em bảo là em mới hỏi độ tuổi này, rồi là gia đình mình dùng nào thì em mới khuyên. Đấy, ví dụ như là anh thì là năm nay 67 gần 70 rồi thì mình dùng cái ghế Fujiki này thì nó trị liệu chuyên sâu hơn, nó nhiều bài tập hơn, mà nhất là anh đi tập ấy, thì nó có phần kéo giãn nhỉnh hơn cái Panasonic. Panasonic thì nó dùng cho những người mà trẻ một chút, tại vì những con lăn của Panasonic thì nó mạnh hơn, nó mạnh hơn, mạnh hơn thì mỗi cái ghế nó đều có cái lực tăng giảm nhất định và có cái tấm lót, nhưng mà về cơ bản thì nó là cái mức cơ bản ban đầu ấy, thì mình phải phân ra như thế. Còn dòng Ida thì nó lại nhẹ nhàng chậm rãi, ví dụ những người mà có tuổi nhiều hơn nữa thì thích đấm bóp lần mình thì là dòng Ida. Anh thấy người Nhật thì nó tỉ mỉ, và anh cứ chia sẻ là anh mới sang Nhật cách đây khoảng hơn hai tuần về đúng không? Đấy. Em cảm ơn anh là anh đã đặt niềm tin nơi em, thì em nghĩ là anh cũng sẽ không thất vọng, kể cả về sau cái hậu mãi
mà sau bảo hành, sau khi bán hàng của em. À, Và anh rất là cảm ơn là chú ngay từ cái lúc bắt đầu nói chuyện là đã tư vấn cực kỳ là chu đáo mọi thứ. Thế thành ra là đến khi mua là anh hoàn toàn yên tâm. Tất nhiên cái ghế này thì anh đã được nghe huấn luyện viên gọi là thể hình giới thiệu. Nhưng mà khi nói chuyện với chú thì thấy yên tâm hơn nhiều. Thế cũng như anh chia sẻ thì thật ra thì ghế massage của Nhật nội địa này cũng có nhiều cơ sở là bán hàng xịn, đúng rồi. nhưng mà cũng nhiều, rất 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 nhiều cơ sở là bán hàng không xịn đó. Thế thì lý do là sao mà anh lại đặt tin tưởng là anh ủng hộ Tuấn Ba? Anh thực ra là qua nói chuyện thôi. Thế là qua nói chuyện anh chỉ hỏi một vài câu đấy, ví dụ như hỏi là chỉ bảo là anh cần hàng mới tinh, anh không muốn là mua hàng lướt, thì thấy em nói là hàng của em thì 100% quay cho chụp gửi cho hàng đó có khách hàng. Thứ hai nữa bảo là số series hai thứ giống nhau, mà nghe giọng thì mình sẽ biết, nói thôi nghe giọng mình cũng đủ sống đủ lâu để thấy Đúng rồi. nghe giọng cũng thấy là những người mà người ta định gọi là không trung thực thì nghe nó cũng thấy. Đấy, thì có thì anh cũng là may may là qua một cuộc nói chuyện với em là đến nơi thì lại thấy là hoàn toàn hài lòng. Em thì em cũng không phải là một mình bán cái hàng di xịn đâu, nhưng phải nói là trên thị trường này bây giờ là chắc là 10 shop thì em nghĩ là nó cỡ khoảng 5-6 shop khi là có những cái Hơi có vấn đề. trà trộn thì người ta Đúng sẽ tỷ lệ lãi suất hơi cao anh rồi. ạ. Đấy, mà người ta thuê mặt bằng nó rộng nó to thì Đúng nó nhiều cái là nhân viên nhiều, đôi khi rồi. là cái đấy là cái áp lực của Đúng người ta, nên người ta phải có những cái mánh khóe, người rồi. ta vẫn bảo hành. Bây giờ một cái ghế hàng lướt mình mua bỏ tiền ra mua mới nguyên hộp thì đâu đó nó cũng có cái thể có cái tỷ lệ mà nó lỗi, nhưng nó sẽ ít hơn là cái hàng mà đã qua sử dụng rồi. Đúng Mà rồi. mình lại mua cái tiền, bỏ cái tiền mua mới và mua qua sử dụng hoặc người ta bung má rồi, Không người ta bán cho mình là tôi. người ta mình nếu mình trong thời gian mình dùng ấy, hỏng người ta vẫn bảo hành. Và Bây giờ không thể là chối được bảo hành đâu anh ạ. và Đấy, nhưng mình tự nhiên mình lại phải bỏ tiền mới mà lại mua cái một hàng qua sử khá dụng là thì dù nó thì cũng nghe hơi khó chịu. nó khó chịu rồi. Nhưng mà thật ra thì khách hàng ấy, em nói thật sự anh, không nhiều người biết, chắc chắn là thế. Em cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ em. Thôi anh rất Anh cảm chị em muốn tìm hiểu về cái massage nội địa Nhật Bản hoặc là máy điện trường cao áp nội địa Nhật Bản cũng như máy nước điện giải Yung Kiềm thì hãy liên hệ với Tuấn Japan theo số điện thoại 0929 75 6888 và 091 332 0614. Kết bạn Zalo thì Tuấn Japan tư vấn kỹ càng hơn, hoặc anh chị em có thể qua Tuấn Japan, nhà Tuấn ở luôn là B7 ngõ 212 đường Lê Duẩn, Cổ Đa, Hà Nội. Cái showroom của Tuấn là số 6 Phố Vũ Nhạc, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Còn những cái máy điện trường cao áp anh chị em muốn ngồi trải nghiệm thì hiện nay Tuấn Japan có trên tổ quốc Việt Nam mình thì có 3 địa điểm là thành phố Hồ Chí Minh là 45 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội là số 4 Nguyễn Thái Học và 222 Lê Duẩn, là và thành phố Điện Biên Phủ là 485 đường Võ Nguyên Giáp, đối diện khách sạn Mường Xanh, Mường Thanh cạnh cây xăng, thì là anh chị em có thể trải nghiệm miễn phí cái máy điện trường cao áp của Tuấn Tư Bạc. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ Tuấn Tư Bạc. Xin cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh. cảm ơn em.